loại thực phẩm mà sẽ có hại nhất cho cái hệ vi sinh đường ruột của mọi người. Khi mà mọi người chúng ta hay nói là chúng ta là một cái cơ thể, nhưng mà thực ra chúng ta không phải sống một mình đâu, mà chúng ta đang cộng sinh với rất nhiều những cái vi khuẩn trong đường ruột. Và những cái vi khuẩn đường ruột này nó sẽ tạo thành một cái màng bảo vệ, nó ngăn cách giữa cái niêm mạc ruột của chúng ta và thức ăn. Chính cái lớp mà ngăn cách như thế này nó sẽ hạn chế cái cơ thể của chúng ta, nó hấp thu những cái độc tố, nó hấp thu những cái chất mà gây cho chúng ta gây dị ứng, hoặc là cản trở những cái vi sinh vật có hại đi vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học đã tìm ra rằng là khi cái màng lớp nhầy đấy nó mà bị tổn thương, mà thuật ngữ khoa học có thể gọi là cái lỗ rò rỉ ở ruột, và mọi người có thể tìm trong cái cuốn sách đấy là Ăn Bẩn Sống Lâu nói rất rõ về cái vấn đề mà rò rỉ đường ruột như thế này, thì người ta thấy là khi cái hệ vi sinh nó bị xâm hại thì cái lớp nhầy này nó sẽ bị ảnh hưởng, và từ đấy cơ thể của chúng ta nó sẽ thâm nhập những protein lạ. Nhỡ ra nó không được đi qua, bây giờ nó đi qua được. Nó thâm nhập những cái chất lạ, chất độc và kể cả các vi khuẩn. Nên chúng ta cảm thấy là cái số lượng về các bệnh dị ứng chúng ta tăng lên một cách đột biến, rất dễ chúng ta bị ngứa ngoài da, bị đỏ mặt, chúng ta đỏ ở má, chúng ta đỏ ở mũi, chúng ta bị nổi mụn, hay là có những cái vấn đề về bệnh viêm nhiễm ở da, chính là do những cái phản ứng trong cơ thể. Và người ta tìm ra là cái làm cho ảnh hưởng tới hệ lợi khuẩn ruột nhiều nhất trong những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là chúng ta ăn quá nhiều những cái tinh bột, đặc biệt là từ bột mì, vì trong bột mì nó có gluten. Gluten là một cái loại protein, nhưng rất không may mắn là cơ thể của chúng ta hoàn toàn không tiêu thụ được cái protein này, và từ đấy nó làm ảnh hưởng tới hệ khuẩn ruột. Thứ hai là cái casein ở trong sữa. Casein thì nó là một cái loại protein bình thường, đối với những người ở phương Tây đa phần người ta sẽ có những cái enzyme để tiêu hóa cái protein này, nhưng đối với những người châu Á, đặc biệt là ở nước Việt Nam chúng ta, thì cơ thể của chúng ta nó có chọn lọc sinh học, nó không tiêu thụ được protein casein này và nó gây ra một chuỗi những phản ứng dị ứng. Mọi người sẽ để ý rất là nếu như ai đã từng có con nhỏ rồi, mọi người sẽ thấy cái tỷ lệ của trẻ con bây giờ mắc các bệnh dị ứng sữa cực kỳ nhiều, và chúng ta sẽ thấy là các bé cứ đi ngoài phân lỏng liên tục ấy, chính là một trong những nguyên nhân gây ra cái dị ứng sữa, do các bé không có những cái men tiêu hóa. Thứ ba chính là ở trong đậu nành. Đậu nành về nguyên bản nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng bây giờ chúng ta có những cái công nghệ biến đổi gen, và chính trong cái protein trong đậu nành đấy nó cũng ảnh hưởng tới hệ vi sinh. Và người ta thấy một cái tác hại khủng khiếp nữa trong thức ăn mà ảnh hưởng tới cái hệ vi sinh của mọi người, chính là cái chất tạo ngọt nhân tạo. Nó có ở trong nước ngọt này, bánh kẹo ngọt này, hoặc là đồ ăn sẵn. Chính những cái chất tạo ngọt này nó sẽ làm rối loạn hệ khuẩn ruột của mọi người một cách khủng khiếp. Nó sẽ làm cho những cái con vi khuẩn có hại phát triển, và làm cho những cái con vi khuẩn mà nó có lợi, được gọi là lợi khuẩn đấy, thì nó lại hạn chế bớt xuống, và từ đấy nó gây ra cái sự mất cân bằng. Và khi mất cân bằng này thì cái hệ khuẩn ruột của chúng ta nó không tạo được cái màng bảo vệ nữa, và nó gây ra có những cái lỗ rò rỉ ruột. Thì qua đây mình sẽ phải xem lại cái chế độ ăn của mình như thế nào để có thể khắc phục những tình trạng này. Nếu mọi người thường xuyên có những cái phản ứng dị ứng, chúng ta hay bị đi ngoài phân lỏng, chúng ta có hội chứng ruột kích thích, chúng ta có cái tình trạng mà lúc táo lúc lỏng, hoặc là mọi người cảm thấy là da mặt của mình đợt này có vấn đề rồi, chúng ta hay nổi mụn, và đặc biệt là những người mà tự nhiên nó cứ đỏ ở hai má, ở cánh mũi lên, hoặc ở vùng cằm, chứng tỏ là nó đang có rối loạn hệ vi sinh. Thì mọi người sẽ phải tăng cường bổ sung những chất xơ, nhưng chất xơ ở đây là chất xơ hòa tan, có rất nhiều trong rau xanh, đặc biệt là rau xanh họ cải, trong các họ đậu, trong những cái trái cây của mọi người. Thứ hai nữa là chúng ta phải hạn chế bớt ăn những cái loại mà nó được gọi là những cái thức ăn giàu dinh dưỡng. Vì sao lại là thức ăn giàu dinh dưỡng? Bởi vì hệ tiêu hóa của chúng ta nó không tiêu thụ hết được cái lượng thức ăn khổng lồ, kiểu thức ăn nó có quá nhiều protein, hoặc là thức ăn có quá nhiều carbon hydrate, thì đến cái phần ruột kết là lúc đấy nó vẫn chưa được tiêu hóa hết cái lượng dinh dưỡng, thì những cái con hại khuẩn ở đấy nó sẽ tiếp tục, nó lấy cái dinh dưỡng đấy và nó phát triển bùng nổ lên. Còn cái lợi khuẩn của chúng ta thì thức ăn của nó chính là chất xơ hòa tan, nên chúng ta phải tăng cái chất xơ cho lợi khuẩn để cho nó phát triển lên, và hạn chế bớt những cái thức ăn cho những con hại khuẩn, chính là những cái đồ mà nó có quá nhiều dinh dưỡng như thế. Thứ ba là người ta thấy rằng chúng ta phải hạn chế những cái đồ mà chế biến sẵn, giống như là kẹo ngọt, bánh ngọt, vì ở trong đấy nó có những cái chất nhân tạo, và chúng ta hạn chế những chế phẩm từ sữa. Những chế phẩm từ sữa thì nó sẽ gây ra tranh cãi rất nhiều, nhưng nhìn chung đối với người Việt Nam, nếu mà mọi người có thấy cơ thể của mình đang có vấn đề về dị ứng, có vấn đề về đường tiêu hóa, thì mọi người tạm thời chúng ta sẽ hạn chế bớt những cái chế phẩm từ sữa đi. Có thể thường xuyên bổ sung lại cái men vi sinh. Cái men vi sinh này nó sẽ tái tạo lại cái hệ khuẩn ruột của mọi người, dần dần nó sẽ làm lại cái màng bảo vệ, và từ đấy nó sẽ khắc phục được cái tình trạng mà chúng ta đi ngoài phân lỏng, chúng ta có lúc táo lúc lỏng, hay cái hội chứng ruột kích thích này, cái hội chứng mà gây ra tình trạng mà bị viêm đại tràng. Và người ta thấy rằng khi cải thiện cái vấn đề về tiêu hóa thì gần như nó cũng sẽ khắc phục được những vấn đề về trên da của mọi người luôn, là giống như kiểu viêm da tiết bã này, chúng ta có mụn này, hay là chúng ta có cái vấn đề về bong tróc vảy khô da, thì nó cũng sẽ cải thiện khi mà cái hệ tiêu hóa của mọi người được cải thiện.